Đó là màu trắng và màu nâu nè. Đó, vậy nên chị đang lấy màu nào chủ động comment màu giúp em thì càng tốt. Tại vì đây là form free size, em không có giới thiệu là SML các chị. Nên là ai chốt cái màu nào mình comment màu giúp em các chị nha, để em tư vấn cho. Rồi, comment liền cho em mẫu này là C048 các chị nha. Rồi, mẫu này mình comment liền cho em là C048 cộng kèm số điện thoại. Em có C048 màu nâu đang bật trên người. Tiếp tục cho các chị nhà mình đó là C048 màu trắng. Và chị nào chốt mẫu nào cứ comment cho em mã cộng kèm cái số điện thoại của các chị là bên em sẽ chốt cũng nhờ lên đơn hàng cho các chị mình thành công nha. Mình nhanh tay có đơn hàng mà chậm thì sẽ không có đơn giùm em các chị nè. Rồi, bây giờ chị nào mình có bất kỳ câu hỏi hay là thắc mắc thì mình cứ comment để bên em tư vấn các chị nha. Dạ, giá này là 140.000 là bên em đã sale rất là rẻ rồi. Vậy nên chị nào mình hỏi là có miễn phí ship hay không thì em bảo là không luôn các chị nha. Bên em sẽ không hỗ trợ miễn phí ship đối với những đơn hàng mà bên em xả kho. Nếu mà giá gốc của mẫu này các chị mua thường là 250-260 lận, nhưng mà trên live chỉ có là 140 thôi. Vậy nên chị nào chốt đặt hàng thì mình comment liền trên mã cũng như là số điện thoại để bên chốt và tư vấn đơn hàng nha. Rồi, bây giờ chị nào chưa có số điện thoại các chị bổ sung liền cho em nha. Và chị nào chưa có mã. Rồi ok các chị nè, chị nào chưa có mã mình bổ sung mã liền cho để bên em chốt đơn các chị nha. Và chắc là em thấy là bây giờ tương tác cũng khá là yếu rồi. Vậy nên chắc là em sẽ cho các chị mình đón theo dõi livestream vào cái khung giờ khác nha các chị nha. Em sẽ offline ở cái mẫu này luôn. Vậy nên là chị nào có mặt trong live ngày hôm nay thì hẹn các chị ở livestream khác của Đại Mỗi Ngày. Cảm ơn các chị đã comment cũng như là cùng Đại Mỗi Ngày theo dõi live ngày hôm nay. Chúc cho các chị có một ngày mới thật là vui vẻ các chị nha. Chào tạm biệt tất cả các chị ạ.